Chuyện bên lề. Một chuyện bức ảnh. Một hôm, luật sư Hà Dĩ Thông phát hiện bức ảnh trong ví mình đã bị thay bằng bức ảnh chân dung mới chụp của người ấy. Về nhà hỏi người ấy nói thẳng: lúc nào anh cũng nhìn ảnh em lúc em 19 tuổi, rồi lại nhìn em bây giờ, sẽ thấy em càng ngày càng già đi. Từ ngày lấy chồng luật sư, người ấy càng ngày càng biết ăn nói. Hai, chuyện đặt tên cho con. Một hôm, Mạc Sơn ngồi đợi nồi canh xương hầm trên bếp, bỗng cảm thấy nhàm chán, mới quyết định tìm việc nào đó có ý nghĩa để làm, ví dụ như đặt tên cho con. Vậy là lôi ra cuốn từ điển dày cộm, lê quê tra cứu, cảm thấy đặt tên cho con đúng là một công việc khó khăn. Đặt một cái tên âm ý hài hòa, vừa hay vừa có ý nghĩa, quả là không dễ gì. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mạc Sơn nghĩ ra cách đặt tên con rất đơn giản. Họ của bố, tên của mẹ, thêm một chữ, tên lập tức hiện ra, Hà Mộ Sơn. Vừa đẹp vừa hay, quan trọng là rất ý nghĩa. Mạc Sơn đắc ý chạy vào phòng sách, viết lên giấy, chia ra trước mặt của Hà Dĩ Thâm. Dĩ Thâm liếng nhìn rồi nhướng mày, lấy bút sửa mộ chữ. Chữ mộ sửa thành chữ tất. Hà Tất Sơn. Hà Tất Sinh. Mạc Sơn tiêu nghỉu xị mặt, buồn cả phần con. Con đáng thương, con chưa ra đời đã bị bố chê. Thổ lộ. Lại một ngày khác, Dĩ Thâm trong lúc giải lao giữa giờ làm việc, bỗng nhớ ra hình như mình chưa nói với người ta ba chữ đó. Vừa đúng lúc người ta vào phòng tìm sách đọc, kéo người ta vào lòng, để ngồi trên đầu gối, siết người ta vào lòng, thì cầm vào cổ của người ta rồi nói âu yếm: dở sách giúp anh. Ừ. Mạc Sinh nhướng cặp lông mày thanh tú, nhìn tập tài liệu trên bàn, coi như hiểu anh muốn mình làm gì. Đồ lười. Tuy luôn được chiều chuộng, Mạc Sơn vẫn kiên nhẫn, dở đến trang 14, nhưng không kìm được liền trách: Dĩ Thâm, anh lười quá à? Ừ, có lẽ Dĩ Thâm quyết định lười đến cùng. Câu đầu tiên, đoạn đầu tiên, gạch chân hộ anh. Mạc Sơn lấy bút bi vạch một đường thẳng dưới câu đó. Nghiên cứu của giới tư pháp học quốc tế nước ta đối với vấn đề này vẫn luôn thừa cái quan điểm của C.H. Mori, nhà luật học người Anh. Dòng thứ ba từ dưới lên: em đi gặp cảnh sát, có biết quy định ở đây đối với những việc như thế này không? Thế là thế nào? Hình như là đoạn đối thoại trong một vụ án. Tại sao phải gạch chân? Lại lật thêm mấy trang nữa theo yêu cầu của Dĩ Thâm. Còn một từ ở giữa chưa tìm thấy. Dĩ Thâm thì thầm. Mạc Sinh hoàn toàn không hiểu. Tìm cuốn khác vậy. Dĩ Thâm giơ tay rút ra một cuốn tạp chí trên giá sách. Hình như đó là số đặc biệt của tạp chí phụ nữ. Anh ấy quan tâm đến loại tạp chí đó từ bao giờ nhỉ? Trang này, đoạn thứ ba, câu đầu tiên. Ồ, xem báo cũng phải gạch chân nội dung trọng điểm sao? Vào mùa xuân, anh thường thích ra ngoại ô chơi vào những ngày nghỉ. Trời xanh không thể tưởng tượng. Dòng thứ năm, câu cuối cùng. Nó yêu mày này. Anh mỉm cười véo mũi tôi. Câu cuối cùng. Nhất định lúc 9 giờ em sẽ nhìn thấy anh từ đây đi ra. Cái gì mà sao lung tung lộn xộn thế? Mạc Sơn vừa gạch chân những hàng chữ theo tay chỉ của Dĩ Thâm, bắt đầu ngáp. Dĩ Thâm không nói nữa, nhẹ nhàng áp má mình vào mái tóc mềm mại thoảng mùi hương. Mạc Sơn. Ừ. Trả lời mơ hồ, giọng buồn ngủ. Dĩ Thâm bế vợ lên giường, đắp chăn cẩn thận, đứng ngắm hồi lâu gương mặt phụng phịu như trẻ nhỏ, đoạn cúi xuống vầng trán rộng trắng xanh. Ngủ ngon nhé, ngốc à. 4. Tâm sự của Dĩ Văn, loài hoa không tên. Lúc tôi 9 tuổi, anh Dĩ Thâm hàng xóm trở thành anh trai tôi. Tôi vui lắm. Sáng đến bên mẹ tôi hỏi: mẹ, từ nay anh Dĩ Thâm sẽ ở nhà mình, không về nhà anh ấy nữa phải không? Mẹ ôm tôi vào lòng rồi nói: đúng đấy, Dĩ Văn có thích không? Thích. Tôi gật đầu lia lịa để chứng tỏ tôi rất vui, nhưng không hiểu sao trong mặt mẹ rất buồn. Có một anh trai như Dĩ Thâm thật đáng tự hào, làm cho mấy đứa bạn gái phát ghen, lại còn được cả thầy giáo chú ý đến. Vừa vào năm học mới, thầy giáo nhìn danh sách rồi hỏi tôi: em quen Hà Dĩ Thâm phải không? Tôi gật đầu: vâng, anh ấy là anh trai em. Ra vậy. Thầy giáo cười: thầy cũng dạy anh ấy lớp 7, xem ra thầy rất có duyên với hai anh em. Thầy giáo cười nói vui: vậy học kỳ này em làm lớp trưởng nhé. Anh giỏi chắc em cũng giỏi.
Dần dần bọn con gái trong lớp đều biết tôi là em gái của Hạ Dĩ Thâm. Có đứa còn lân la hỏi dò: Dĩ Văn, anh cậu bao giờ nói với cậu anh ấy thích ai không? Không, tôi thường trả lời như vậy: Này Dĩ Văn, cậu biết không, Doãn Lệ Văn ở lớp trên thích anh cậu đấy. Hình như bọn họ rất thích chủ đề ai thích ai. Thậm chí có mấy đứa trong lớp và mấy chị ở lớp trên tiết lộ bí mật với tôi: cô nọ cô kia đều thích anh của cậu, mà đối tượng thích Dĩ Thâm liên tục thay đổi. Trong trường đúng là có rất nhiều cô thích Dĩ Thâm, nhưng hình như anh ấy không quan tâm đến chuyện đó. Có lúc sau khi Dĩ Thâm giảng bài cho tôi cố ý dò hỏi Dĩ Thâm: anh có thích ai không? Lớp em có nhiều đứa thích anh. Không, Dĩ Thâm trả lời dứt khoát, rồi lại cắm cúi làm bài, không hề tỏ ra tò mò muốn biết ai thích mình. Buổi chiều hôm đó, nhìn khuôn mặt trông nghiêng rất đẹp của Dĩ Thâm cúi xuống trang vở, trong lòng tôi có một cảm giác khác lạ, cảm thấy một niềm vui sống sang. Khi tôi vào lớp 11 thì Dĩ Thâm đổ vào trường đại học C và chuyển đến học ở thành phố A, là nơi đối với tôi lúc đó rất xa xôi. Tôi không quen, trong nhà không có Dĩ Thâm, hình như cảm thấy rất trống vắng. Lúc ăn cơm mẹ tôi vẫn quen xới bốn bát, rồi nghĩ ra Dĩ Thâm đã xa nhà mới đổ cơm vào nồi. Tôi cảm thấy rất buồn. Ngay bên bàn ăn tôi đã thề: con cũng thi trường C. Bố tôi cười khen: Dĩ Văn giỏi lắm, rất có ích. Nhưng chỉ có ích thì cũng không đủ. Mặc dù tôi học cũng khá, nhưng không đủ trình độ thi vào trường C. Cố gắng một năm nữa e cũng không vào được. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định thi trường đại học N. Khi tôi gọi điện thông báo sẽ thi vào trường N, Dĩ Thâm ngạc nhiên: Dĩ Văn, em có thể thi một trường khá hơn. Nhưng không có trường nào khá hơn mà lại gần trường anh nhất, tôi nghĩ. Khi nhận được giấy báo nhập học của trường đại học N, tôi mới biết thế nào là người tính không bằng trời tính. Trường đại học của tôi đang xây dựng lại nên phải phân chia học ở nhiều điểm. Khoa tôi học ở một địa điểm cách trường Dĩ Thâm hơn 2 giờ đi xe buýt. Vậy là chỉ đến hè mới được gặp nhau. Vào dịp hè năm thứ nhất, tôi quen mặt Sơn. Tôi còn nhớ hôm đó tôi cùng Dĩ Thâm ra phố mua đồ. Sắp đến Tết, đường phố rất đông người qua lại, nhưng tôi nghe rất rõ có người gọi tên Dĩ Thâm. Quay đầu lại thấy một cô gái băng qua đường. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt Sơn, người mà sau này cả đời quấn quýt bên Dĩ Thâm. Lúc đó ấn tượng đầu tiên về cô ấy là sự xù xì. Một cô gái xù xì, chiếc mũ nhung màu trắng, cổ hoàng khăn hoàng bằng len thô cũng màu trắng, chỉ để lộ đôi mắt đen rất to, đồng tử lấp lánh, vừa linh hoạt vừa đáng yêu. Trông cô ta như một quả cầu bông xù xì. Khoác tay Dĩ Thâm líu lo như chim: Dĩ Thâm, em biết nhất định sẽ gặp anh, em biết mà. Cô ta bám chặt cánh tay Dĩ Thâm ríu rít một hồi mới phát hiện có tôi bên cạnh. Đột nhiên im bặt, nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn Dĩ Thâm. Dĩ Thâm vội giải thích: đây là em gái tôi, Hà Dĩ Văn. Tôi nhớ trước đây lúc ra phố, chúng tôi có nhiều lần gặp bạn gái cùng lớp với Dĩ Thâm. Họ đều nhiệt tình giữ chúng tôi lại, nheo mắt nhìn tôi: Dĩ Thâm, bạn gái phải không? Thấy Dĩ Thâm có vẻ phật ý, họ không dám đùa nữa. Chưa bao giờ thấy Dĩ Thâm vội thanh minh như thế. Cô ấy thấy vậy cười tít mắt nhìn tôi, có vẻ hơi nịnh bợ: chào em, chị là Mạc Sơn, là bạn gái của anh trai em. Tôi choáng váng không biết làm gì, đứng ngay ra nhìn cô ấy. Hình như thái độ của tôi làm cô ấy sợ, nhưng không biết làm thế nào lại quay sang nhìn Dĩ Thâm. Dĩ Thâm vội kéo tay cô ấy nói gay gắt: vừa rồi em lại không nhìn đường, tại sao sắp đèn đỏ mà vẫn sang đường? Bị mắng, cô ấy có vẻ mất hứng, cúi đầu đá viên sỏi trên đường. Em vui quá nên quên mất, không ngờ lại gặp được anh. Anh không cho em số điện thoại gia đình, em đành đi lang thang trên phố, hy vọng gặp mai. Em đã đi mấy ngày rồi? Giọng cô ấy mỗi lúc một nhỏ, bỗng đá vào chân Dĩ Thâm một cái, đoạn quay người bỏ chạy: em đi đây. Dĩ Thâm có lẽ bị bất ngờ, đứng ngay ra. Đến khi tôi đi đến kéo tay anh ấy: đi thôi Dĩ Thâm. Vừa đi được mấy bước, Dĩ Thâm bỗng quay đầu lại. Tôi cũng quay đầu nhìn theo, thấy cô ấy đứng đằng xa nhìn chúng tôi chằm chằm. Thấy chúng tôi nhìn, cô ta luống cuống quay người bỏ chạy. Tôi thấy Dĩ Thâm ngẩn người trong giây lát, ánh mắt có một vẻ gì đó mà tôi chưa từng thấy. Anh ấy trao cái túi trong tay cho tôi rồi nói: Dĩ Văn, chờ anh một lát. Không chờ tôi trả lời, Dĩ Thâm chạy về phía cô ấy. Hình như Dĩ Thâm chỉ đi khoảng 10 phút, nhưng tôi cảm thấy rất lâu. Khi anh ấy quay lại, tôi làm như vô tình rồi hỏi: Dĩ Thâm, trước đây anh đã nói không yêu khi còn đang đi học kia mà. À, nhưng thái độ vừa rồi của Dĩ Thâm, rõ ràng anh ấy đã công nhận. Đây là do anh, Dĩ Thâm thở dài.
cô ấy bám anh dữ quá. Trước đây không ít các cô gái theo đuổi Dĩ Thâm, có lẽ cô này là bám dữ nhất. Nghĩ như vậy giống như đã tìm được cái cớ. Ấn tượng của tôi đối với cô ấy cũng xấu đi. Nhiều năm sau nhớ lại cảnh tượng hôm đó, tôi nghĩ mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết, như là cử chỉ, ánh mắt, lời nói của Dĩ Thâm lúc đó hoàn toàn không bình thường. Những ngày tháng đó thực sự là vui. Khai giảng năm thứ hai, nhà trường thông báo cho chúng tôi một tin vui. Chỉ có điều sau khi tôi biết tin Dĩ Thâm đã có người yêu, không biết đó có còn là tin vui đối với tôi hay không. Trường tôi cuối cùng đã trở về địa điểm cũ. Trường lớp mới tin chỉ cách trường của Dĩ Thâm một con đường. Còn tôi và Mạc Sơn cũng trở thành bạn tốt của nhau theo cách nói của cô ấy. Khi ba chúng tôi đi cùng nhau, Mạc Sơn bao giờ cũng một tay nắm tay tôi, tay kia kéo tay Dĩ Thâm. Dĩ Thâm, anh đi chậm thôi, Dĩ Văn không theo kịp. Dĩ Thâm cau có, nếu em không kéo tay, có khi Dĩ Văn sẽ đi nhanh hơn. Sau đó cô ấy quay đầu nhìn tôi vẻ tội nghiệp. Dĩ Văn à, sao mà em lại dịu dàng như vậy, mà anh trai em dữ vậy? Hai anh em tính tình chẳng giống nhau tẹo nào, mặt mũi cũng không, có phải một người giống bố, một người giống mẹ không? Tôi nhìn Dĩ Thâm vẻ dò hỏi, nét mặt anh ấy hơi thiếu tự nhiên, nhưng lập tức trở lại bình thường. Dĩ Thâm chưa bao giờ kể với cô ấy chuyện gia đình, tôi lập tức đoán ra, một niềm vui vô cớ đột nhiên trào lên trong tôi. Đây là bí mật chỉ mình tôi biết. Dần dần không biết tại sao, càng ngày tôi càng thân thiết với cô ấy. Mạc Sơn bắt đầu thích rủ tôi đi phố. Khi gọi điện thoại cho tôi, câu phàn nàn về Dĩ Thâm thường là: Dĩ Thâm ngốc lắm, không biết đâu. Hôm sinh nhật tôi, Mạc Sơn muốn tặng tôi cái bánh gato, nên đã kéo tôi đến hiệu bánh sinh nhật, hỏi tôi thích bánh gato loại nào. Tôi nói thích bánh gato có mùi sô-cô-la. Mạc Sơn cười giòn tan: Mình cũng thích sô-cô-la. Dĩ Văn, chúng mình rất hợp nhau. Hợp cái gì? Chẳng qua tôi thấy cô ấy luôn đưa mắt về phía bánh gato sô-cô-la mà thôi. Mạc Sơn đối xử với tôi có thể là nói rất tốt. Nhiều lúc tôi là cứu tinh của cô ấy. Ví dụ như bây giờ: Dĩ Văn à, thảm quá, tiếng Anh của chị chỉ được 4,5 điểm thôi. Trong điện thoại là một giọng nói thiểu não. Tôi an ủi cô ấy, nhưng trong lòng cảm thấy rất đắc ý. Bao nhiêu cô gái giỏi tiếng Anh theo đuổi Dĩ Thâm, tại sao anh ấy lại chọn Mạc Sơn? Hết đời rồi, nhất định Dĩ Thâm sẽ mắng chị. Mạc Sơn có vẻ hoảng thật sự. Bỏ cô mới phải. Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ đó. Sau đó tôi thấy sợ chính mình. Sao tôi lại có thể có một ý nghĩ độc ác như vậy? Em thi được mấy điểm? Cô ấy hỏi. 8,5 điểm. 8,5 điểm. Cô ấy nhắc lại vẻ thắng phục. Giỏi quá, vậy là em đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi rồi. Dĩ Văn giỏi quá. Đột nhiên cô ấy chuyển giọng vui vẻ. À, Dĩ Thâm cũng vừa đạt giải nhất môn tiếng Anh. Tối nay chúng mình đi ăn. Chúc mừng chiến thắng của hai anh em. Tỷ số 2-1, chúng ta sẽ thắng. Vẻ chán nản thi trượt vừa rồi đã bay biến mất. Buổi tối ăn cơm, Dĩ Thâm mặt nhăn nhó, không hề có vẻ vui mừng như người đoạt giải nhất. Tôi hiểu tâm tư của anh ấy. Tiếng Anh của Mạc Sơn là do anh ấy kèm. Bây giờ cô ấy thi không đổ. Dĩ Thâm vốn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cho nên anh ấy còn buồn hơn cả Mạc Sơn. Đương nhiên tôi cũng bênh vực cho Mạc Sơn. Nào là môn này khó, nào là khối người cũng bị thi lại, mặc dù bản thân tôi không cho là như vậy. Đợi Dĩ Thâm dịu đi ít nhiều, Mạc Sơn mới dám nhỏ nhẹ phàn nàn. Tiếng Anh thật đáng ghét, trật tự chẳng ra gì. Đằng nào sau này mình cũng không ra nước ngoài, việc gì phải học cho nó mệt. Mấy năm sau, nghĩ tới câu nói này của Mạc Sơn, thấy cuộc đời quả là bất trắc, chẳng có điều gì có thể nói trước được. Ăn cơm xong, đi dạo một lát thì tôi về trước. Lúc sắp ra khỏi trường của Dĩ Thâm, tôi mới sực nhớ ra là cuốn sách Dĩ Thâm mượn giúp. Tôi để trong túi sách của Mạc Sơn. Ngày mai lên lớp, tôi cần cuốn sách đó, vậy là tôi đành phải quay trở lại lấy. Để tiết kiệm thời gian, tôi đi tắt qua lối của phường trường. Phường trường là nơi họ hẹn của các cặp tình nhân. Mặc dù tôi đã biết, nhưng khi nhìn thấy trên ghế đá dưới tán cây từng cặp quấn quýt nhau, ôm hôn rất tự nhiên, tôi vẫn không khỏi giật mình. Rất ngại đi ngang qua chỗ họ, tôi rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường này yên tĩnh hơn nhiều. Đi một đoạn, tôi bắt đầu hối hận. Tại sao mình lại đi vào con đường vắng thế này? Đành cúi đầu cắm cúi đi, mong qua vườn cho nhanh. Tuy nhiên, khi đi ngang qua mấy phiến đá ven cái hồ nhỏ, tôi vô tình đi chậm lại. Hình như có cái gì đó thôi thúc, tôi ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa. Dưới ánh trăng mờ, Dĩ Thâm đang ôm cô ta. Cô ta ngồi trên đùi anh ấy hôn cô ta. Đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy Dĩ Thâm. Những chi tiết vụn vặt không liên kết với nhau. Cây cầu lúc nhỏ mà chúng tôi thường đi học ngang qua. Tôi và Dĩ Thâm trốn dưới gầm cầu. Sau đó là cảnh ở nhà. Buổi chiều yên tĩnh, nhà vắng vẻ.
Dĩ Thâm nhắm mắt nghe bằng tiếng Anh. Tôi định hỏi bài nhưng mà không dám quấy rầy, đành đứng ngoài cửa nhìn anh ấy rất lâu. Cuối cùng tôi thấy mình đang đứng trong vườn trường, thấy Mặc Sơn ngồi trong lòng Dĩ Thâm, gục đầu vào ngực anh ấy, hai tay mân bê nghịch tay của anh ấy. Dĩ Thâm cứ để yên, hai người im lặng bên nhau. Dĩ Thâm ôm cô ấy vào lòng, cúi đầu hôn cô ấy. Vậy là lần đầu tiên tôi biết, thì ra trong giấc mơ cũng có thể đau lòng, có thể đau đến khi tỉnh giấc. Thực ra tôi không cảm thấy Dĩ Thâm thích Mặc Sơn lắm, mặc dù anh ấy thừa nhận Mặc Sơn là bạn gái của mình. Tôi từng giả bộ vô tình hỏi dò Mặc Sơn, hai người quen nhau thế nào, yêu nhau thế nào. Cô ấy thường lắc đầu, nhún vai, chỉ nói những chi tiết vụn vặt. Mình chỉ có thể bám riết anh ấy, rồi kéo tay áo Dĩ Thâm bên cạnh, rồi hỏi, đúng không Dĩ Thâm? Dĩ Thâm chỉ hừ một tiếng rồi không trả lời. Dĩ Thâm đối với cô ấy dường như không có gì đặc biệt so với những người khác, luôn lạnh lùng ít nói, cũng không thấy có cử chỉ nào thân mật. Lúc đi đường, nếu Mặc Sơn không khoác tay thì Dĩ Thâm thường đi một mình vượt lên trước. Có lần Mặc Sơn phàn nàn với tôi, Dĩ Văn, em có thấy Dĩ Thâm thích chị không? Nếu mấy ngày chị không đến tìm anh ấy, chắc Dĩ Thâm cũng chẳng còn nhớ đến chị. Mặc Sơn ngước mắt nhìn tôi đầy tủi hận. Tôi nói, chị thử giận anh ấy xem sao, xem Dĩ Thâm có đến chỗ chị không. Dĩ Thâm trước nay rất ghét giận dỗi vô cớ. Tôi nói với Mặc Sơn như vậy thực ra có dụng ý xấu. Chắc chắn là không. Mặc Sơn lắc đầu chán nản. Hơn nữa chị cũng không dám. Tiếp xúc với họ càng lâu càng cảm thấy Dĩ Thâm chấp nhận Mặc Sơn. Có lẽ là do cô đơn nhất thời. Mặc Sơn có lẽ chỉ là một thời điểm trong cuộc đời anh ấy, sẽ nhanh chóng qua đi. Bởi vì họ khác nhau như vậy, một người điềm tĩnh ít nói, một người sốc nổi ồn ào, một người sớm chín chắn, một người quá ngây thơ. Điều tôi cần là chỉ nhẫn nại chờ đợi Dĩ Thâm nhận ra họ hoàn toàn không hợp nhau. Những cảnh tượng tôi tận mắt chứng kiến ở vườn trường đã phá vỡ niềm tin của tôi. Thì ra ở nơi tôi không nhìn thấy, ở nơi không có tôi, họ là như vậy, thân thiết như vậy, như vậy. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trong vườn trường. Tôi trở mình vùi đầu vào gối. Đã mấy ngày trôi qua, cứ nghĩ tới cảnh đó lòng tôi đau nhói. Ký túc xá đã tắt đèn, nhưng mấy đứa con gái hay chuyện vẫn chưa chịu đi ngủ, đang tán gẫu chuyện yêu đương. Tôi vốn ghét những trò nhăng nhít đó của họ, nhưng lần này tôi chủ động tham gia. Nếu đàn ông không thích một phụ nữ thì có hôn cô ta không? Lập tức có câu trả lời. Chỉ cần không ghét, hôn chẳng là gì hết, thậm chí có thể lên giường với nhau. Dĩ Văn có anh chàng nào hôn cậu phải không? Họ nhao nhao trêu tôi. Tôi nhìn lên trần nhà không trả lời. Không thích cũng có thể hôn, cho nên có phải Dĩ Thâm thật ra cũng không thích Mặc Sơn lắm? Mấy đứa con gái vẫn truy hỏi tôi. Dĩ Văn, nói đi, có phải có anh chàng nào hôn cậu không? Yên tâm đi, nếu là Dĩ Văn thì có thể, nhất định anh ta thích cậu. Cậu rất toàn diện, mọi tiêu chuẩn đều tốt, xinh đẹp, thông minh. Tôi lặng thinh nghe họ nói. Điều kiện tốt thì ít gì kia chứ, Dĩ Thâm đâu có hề thích tôi. Có điều, nếu Mặc Sơn ưu tú hơn tôi, có lẽ tôi cũng cam lòng. Nhưng nhiều mặt cô ấy không bằng tôi, tại sao lại là cô ta? Đêm đó tôi ngủ thiếp đi lòng ngổn ngang. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường Dĩ Thâm, vẫn ăn cơm cùng họ, nhưng không còn bình thản như trước nữa. Dần dần tôi đi đến quyết định, coi như Dĩ Thâm không thích tôi thì tôi cũng không muốn đóng vai em gái anh ấy nữa. Vậy là vào một ngày hơn một tháng sau đó, tôi hẹn gặp mặt Mặc Sơn. Tôi ngồi trong nhà hàng với tư tưởng đã chuẩn bị tốt chờ cô ấy. Mặc Sơn lưng đeo sắt tay, lướt qua cửa sổ, nhìn thấy tôi, cô ta vẫy tay với tôi qua cửa kính, nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào. Hôm ấy tâm trạng Mặc Sơn rất tốt. Khi cô ấy vui vẻ rất là dễ nhận ra, vì bước đi luôn nhảy chân sáo. Khi trường tôi mới chuyển về gần trường của Dĩ Thâm, Mặc Sơn là người đầu tiên đến đón tôi. Lúc đó tôi đứng ở cổng trường đợi Dĩ Thâm. Từ xa nhìn thấy cô ấy vừa đi vừa nhảy tung tăng trên con đường rợp bóng cây dẫn ra cổng trường. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu trên người cô ấy, cả người Mặc Sơn như tắm trong nắng. Dĩ Văn, chào bạn. Dĩ Thâm đang bận họp, cử tôi đến đón bạn. Lúc đó cô ấy đến trước mặt tôi, cười nói như vậy. Bây giờ cô ấy đi đến trước mặt tôi cũng với những bước chân sáo như vậy. Dĩ Văn, sao đến sớm thế? Mặc Sơn ngồi đối diện với tôi. Chúng ta ăn gì? Mình có phiếu ưu tiên. Cô ấy lấy trong sắt ra một tập phiếu ưu tiên để lên bàn. Gì cũng được. Vậy thì mình chọn đồ ăn trẻ em, đồ chơi thì dành cho Dĩ Văn. Mặc Sơn vui vẻ, nói giọng tỏ ra nghiêm túc. Tôi biết cô ấy đang đùa,
nhưng không thể nào cười được. Tôi bỗng thấy ghét sự vui vẻ của cô ta. Nó trái ngược với tâm trạng căng thẳng của tôi lúc đó. Mạc Sơn đi xếp hàng, bảo tôi ngồi giữa chỗ. Người xếp hàng rất đông. Mạc Sơn đứng ở cuối hàng, nhưng không yên, thỉnh thoảng lại nhô người ra ngó nhìn ở các quầy hàng. Một người đàn ông bê cái khay đi qua, cô ta vô tình chạm vào cái khay làm đổ coca. Mạc Sơn nói rối rít xin lỗi rồi luống cuống thu dọn. Tôi nghĩ giá bây giờ Dĩ Thâm có mặt ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ cau mày rồi sẽ lại giúp cô ấy thu dọn. Một người hậu đậu như vậy có thể giúp gì được cho Dĩ Thâm? Mạc Sơn và Dĩ Thâm là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô ta cứ vô tư như vậy, làm sao đi vào thế giới nội tâm của Dĩ Thâm? Dĩ Thâm cần một người có thể giúp anh ấy, có thể chăm sóc anh ấy, chứ không phải một người luôn cần được chăm sóc. Mạc Sơn bê cái khay trở lại, vạt áo bị dây nước coca, nhưng cô ta không để ý. Quay sang tôi, nói giọng cầu khẩn. Dĩ Văn, đừng nói với Dĩ Thâm chuyện này nhé, chuyện mình vừa gây ra ấy. Tôi gật đầu, ăn mấy lá khoai tây rán. Mạc Sơn vừa dùng ống hút uống coca, nghe tôi gọi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn tôi. Tôi vội tránh ánh mắt của cô ấy, nói nhanh. Tôi và Dĩ Thâm không phải là anh em. Trước đây hai gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau, cùng họ nên bố mẹ đặt tên giống nhau. Sau đó bố mẹ Dĩ Thâm qua đời, bố mẹ tôi nhận nuôi Dĩ Thâm. Tôi nói một mạch. Mạc Sơn vừa hút coca vừa ngẩn người nghe tôi nói, không có phản ứng gì. Bỗng tôi trở nên nóng nảy, ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Cô không hiểu sao? Chúng tôi hoàn toàn không phải là anh em. Chúng tôi hoàn toàn chẳng có gì gần gũi về huyết thống. Dĩ Văn đang đùa đấy à? Cuối cùng cô ấy nói, lại là câu làm tôi bực mình nhất. Dĩ Thâm chưa bao giờ nói. Cô ta phân vân. Chuyện nhà chúng tôi, tại sao Dĩ Thâm phải nói với cô? Dĩ Thâm có bao giờ nói với cô chuyện gì quan trọng không? Thấy Mạc Sơn lúc ấy tái mặt, tôi biết tôi đã đánh trúng điểm yếu của đối phương. Tuy nhiên, đúng là khi hai người ở bên nhau, chẳng có gì giống đôi tình nhân, mà giống như một người lớn trông nom một đứa trẻ. Người lớn có nói với trẻ con chuyện người lớn không? Về sau, khi tôi hoạt động trong thương trường có người nhận xét, Dĩ Văn có thể coi là ví dụ điển hình, không nên đánh giá con người qua ngoại hình. Thoạt nhìn rất dịu dàng yếu đuối, có vẻ dễ bắt nạt, thực ra rất cao tay, biết đánh trúng điểm yếu của đối phương, dồn người ta vào chân tường. Tôi nghe vậy chỉ cười nhạt. Thỉnh thoảng nghĩ lại lần đầu tôi phát huy bản lĩnh đó, chính là vào buổi chiều hôm đó. Đối với người bạn tốt của mình, đối với người thực ra không hề có lòng tin vào tình yêu của mình. Tuy nhiên, hồi đó có ai tin vào tình yêu của hai người ấy? Tôi, bạn bè của Dĩ Thâm, bạn bè của Mạc Sơn, mọi người đều thấy họ không hợp nhau, đều cho rằng sớm muộn họ cũng chia tay. Lúc đó có lẽ chỉ có một mình Dĩ Thâm cảm thấy hai người sẽ mãi mãi cùng nhau. Tuy nhiên, Dĩ Thâm sai ở chỗ đã quá tự tin. Tôi nhìn Mạc Sơn lúc đó rõ ràng bắt đầu hoảng hốt, ném quả bom thứ hai. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố với cô, tôi yêu Dĩ Thâm, nhưng tôi không muốn yêu thầm yêu vụng. Tôi với cô sẽ công khai cạnh tranh. Nhân đà tôi nói câu cuối cùng. Triệu Mạc Sơn, chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm 20 mấy năm giữa tôi và Dĩ Thâm sao? Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng. Trong mấy giây lúc mở cửa bước ra ngoài, tôi thầm nghĩ chỗ thức ăn Mạc Sơn vừa mua chưa hề động đến, không biết cô ấy có còn tâm trạng để ăn hay không. Mấy ngày tiếp theo tôi ở lì trong trường, không sang chỗ Dĩ Thâm cũng chẳng đi đâu. Cuộc sống của tôi theo trật tự cố định, phòng ở, lớp học, nhà ăn và ngược lại. Nghĩ đến cùng, thực ra tôi là người hèn nhát, có lẽ còn bị ổi nữa. Tôi không dám nói thẳng tình cảm của mình với Dĩ Thâm, cho nên phải đi tìm Mạc Sơn để qua cô ấy nói với Dĩ Thâm. Xưa nay tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai, anh có biết không? Dĩ Thâm sẽ trả lời như thế nào? Tôi luôn nghĩ đến câu trả lời của Dĩ Thâm. Tâm trạng tôi lúc chứa chan hy vọng, lúc hoàn toàn tuyệt vọng. Sau một tuần liền không hề có tin tức gì của họ, tâm trạng đó biến thành nỗi hoang mang. Mỗi lần nhấc điện thoại lại không biết gọi cho ai. Triệu Mạc Sơn ư? Sau cuộc nói chuyện lần trước sao? Hay là Dĩ Thâm? Thời gian dài đến mức tôi cảm thấy mình đã bị họ bỏ quên. Lại qua 2 ngày nữa, cuối cùng tôi không chịu được. Tôi sang trường của Dĩ Thâm, lúc đó mới biết chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Mạc Sơn ra đi. Nghe nói cô ấy đi Mỹ. Ảnh hưởng sự ra đi của Mạc Sơn đối với Dĩ Thâm mấy năm sau, tôi mới dần dần nhận ra. Lúc đó tôi còn thậm chí cho rằng nó ảnh hưởng rất là nhỏ, bởi biểu hiện của Dĩ Thâm hoàn toàn có thể xem là bình tĩnh. Hôm đó, với tâm trạng thấp thỏm, tôi đến tìm Dĩ Thâm. Trường C có một quy định bất thành văn.
Nam không được tùy tiện vào khu ký túc xá của nữ, còn nữ có thể thoải mái vào khu ký túc xá của Nam. Cho nên tôi đi thẳng đến phòng của Dĩ Thâm. Dĩ Thâm không có ở đó. Bạn bè Dĩ Thâm đều biết tôi, vừa thấy tôi đã hỏi ngay có biết Mặc Sơn đã ra đi. Tôi sững người. Trước khi Dĩ Thâm về, mấy người cùng phòng đã nói qua tình hình cho tôi biết. Có người còn khuyên tôi an ủi Dĩ Thâm, không nên luyến tiếc con người vô trách nhiệm ấy. Những gì họ nói sau đó tôi hoàn toàn không nghe được. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, nhưng không nghĩ đến tình huống Mặc Sơn ra đi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, tại sao cô ấy dứt khoát ra đi như vậy? Là do giống như chúng tôi thường nói đùa với nhau, ra đi không lời từ biệt, hay là do những lời nói của tôi? Đúng lúc tôi đang băn khoăn thì Dĩ Thâm từ văn phòng khoa trở về. Trông anh ấy có vẻ vẫn bình thường, nhưng hình như là hơi gầy đi. Khoảng trán giữa hai hàng lông mày u uất, cái nhìn u ám. Tôi đứng lên. Dĩ Văn, anh ấy nói vậy khi nhìn thấy tôi. Em đến. Tôi không biết nói thế nào. Những ý nghĩ rối rắm khiến tôi bất giác hoảng sợ. Nếu biết Mặc Sơn ra đi vì câu nói của tôi, Dĩ Thâm sẽ như thế nào đây? Dĩ Thâm dường như không để ý đến vẻ bất thường của tôi. Vẫn như mỗi khi hỏi tôi có việc gì, tôi lắc đầu. Dĩ Thâm không nói gì, bảo tôi cùng đi ăn trưa. Chúng tôi đến căng tin. Nếu không ra ngoài ăn tiệm, căng tin nhà trường là nơi chúng tôi thường đến, bởi vì Mặc Sơn rất thích món sườn xào chua ngọt ở đây. Lần nào đến cũng xếp hàng chờ, chỉ sợ không mua được. Nhân viên ở đấy đều quen Mặc Sơn, thậm chí còn cho cô ấy nhiều hơn chút đỉnh. Mặc Sơn ăn không hết, thường gắp từng miếng vào bát của Dĩ Thâm. Dĩ Thâm thực ra không thích đồ ngọt, nhưng cũng không từ chối. Trong bữa ăn, Dĩ Thâm chỉ im lặng, không hề mở miệng. Tôi cũng không dám nói gì. Xong bữa ăn, ra khỏi nhà ăn, bỗng Dĩ Thâm bảo tôi, anh đi cùng em về trường. Thật nghe vậy tôi đã sung sướng phát điên, nhưng niềm vui ngay lập tức tiêu tan. Thẻ thư viện của Mặc Sơn ở chỗ em. Cái gì? Tôi không hiểu. Cuốn ngân hàng học tiền tệ lần trước anh mượn cho em, dùng thẻ của cô ấy. Mượn xong anh kẹp luôn vào sách. Anh ấy nói tên Mặc Sơn với thái độ bình thường, như nói tên một người bạn bình thường nào đó. Không hiểu sao tôi thấy nhẹ nhõm. Thế ư? Tôi ngẩn ngơ đáp. Trên đường đi chúng tôi chẳng ai nói gì. Con đường hôm đó rất yên tĩnh. Dĩ Thâm vốn ít nói. Trước đây khi ba chúng tôi đi bên nhau, chỉ có Mặc Sơn ríu rít đủ thứ chuyện. Đến trường của tôi, Dĩ Thâm đứng dưới đợi tôi chạy lên phòng. Thời gian trước tôi cần viết chuyên đề về ngân hàng học tiền tệ. Cuốn ở thư viện trường tôi đã cũ, tôi nhờ Dĩ Thâm mượn ở thư viện trường bên ấy. Phần của Dĩ Thâm trong sổ thư viện đã kín, nên anh ấy dùng thẻ của Mặc Sơn để mượn cho tôi. Tôi trèo lên giường, lấy ra cuốn ngân hàng học tiền tệ, lật vội xem. Bên trong quả nhiên có tấm thẻ của Mặc Sơn kẹp ở gần cuốn sách. Trước đó tôi không để ý. Trên thẻ là bức ảnh nhỏ của Mặc Sơn. Trong ảnh Mặc Sơn kết tóc đuôi sam, đôi mắt to cười tiêu tích như nửa phần trăng, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười rất quen thuộc. Trước đó không lâu tôi còn thường xuyên nhìn thấy. Có lẽ là do thực sự vui sướng nên Mặc Sơn cười rất thoải mái, rất tự nhiên, cuốn hút. Thấp thoáng lúm đồng tiền trên má, vừa tinh nghịch vừa ngây thơ, khiến người ta bất giác cũng thấy vui lây. Có lẽ Dĩ Thâm thích cô ấy cười như vậy. Thực ra tôi cười cũng rất đẹp, nhưng không giống cô ấy. Trong một thoáng tôi muốn vứt cái thẻ đi, bảo với Dĩ Thâm là không thể tìm thấy. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn cầm ra ngoài đưa cho Dĩ Thâm. Anh ấy bỏ nó vào trong túi áo ngực. Cô ấy đã đi rồi. Nhìn theo bóng dáng lủi thủi của Dĩ Thâm, tôi thầm nói với chính mình, cười rạng rỡ như thế cũng chẳng ích gì. Người đã đi rồi, đã rút lui, dù Dĩ Thâm nhất thời lưu luyến, có buồn tí chút rồi cũng sẽ quên đi. Ít nhất bây giờ anh ấy cũng rất bình tĩnh. Lúc đó tôi còn chưa hiểu một điều, có một kiểu bình tĩnh có thể gọi là sống ở đáy sông. Không có Mặc Sơn, tôi và Dĩ Thâm trái lại càng ít gặp nhau hơn. Không có người liên tục gọi điện bảo tôi sang bên trường, tôi cũng chẳng tìm được lý do gì để sang bên đó. Cho nên khi tôi phát hiện Dĩ Thâm hút thuốc rất dữ, thì việc đó đã xảy ra khá là lâu rồi. Con trai hút thuốc là chuyện quá bình thường, tôi không muốn gắn nó với chuyện khác. Lúc mới biết chuyện, tôi tự dối mình cho đó là hoàn cảnh. Bạn bè hút thì Dĩ Thâm cũng hút, chẳng có gì đặc biệt, dù đây rõ ràng không phù hợp với tính cách của Dĩ Thâm. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Một lần tôi đến ký túc xá của anh ấy, tận mắt nhìn thấy Dĩ Thâm cùng đám bạn uống rượu say khướt. Thật ra hôm đó là sinh nhật của một người bạn trong lớp, ai cũng uống rượu, không chỉ mình Dĩ Thâm. Nhưng tôi không sao chịu được chuyện đó. Dĩ Thâm không phải là người tùy tiện, anh ấy vốn rất biết kiềm chế,
làm gì cũng có chừng mực. Tôi rất muốn tự an ủi, chẳng qua anh ấy một phút vui cùng bạn bè thôi, không phải là mượn rượu để quên sầu. Nhưng sự u uất không thể che giấu trong đáy mắt của Dĩ Thâm khiến tôi không thể tự lừa dối mình thêm nữa. Nhiều điều trước đây tôi không nhìn thấy, hình như chính vào lúc đó bắt đầu hiện lên rõ ràng. Dần dần tôi mới nghĩ ra, mỗi khi Dĩ Thâm nói đến chuyện Mặc Sơn đeo bám anh ấy, trong mắt Dĩ Thâm luôn thấp thoáng nụ cười. Có những lúc cô ấy đến muộn, Dĩ Thâm cũng tỏ ra sốt ruột không yên. Dù Mặc Sơn làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch đến đâu, Dĩ Thâm cũng chỉ cao mại giúp cô ấy thu xếp. Còn rất nhiều chi tiết khác nữa. Tại sao trước đây tôi không nhìn thấy? Tôi trào nước mắt không biết vì sao. Thì ra Dĩ Thâm chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh bên ngoài. Bây giờ khi uống say, anh ấy không gắng gượng được nữa, tất cả đều lộ ra. Khi Dĩ Thâm tỉnh rượu, tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi chỉ nói với anh ấy bằng một giọng buồn rầu. Anh như thế này, không chỉ bố mẹ em buồn, mà cô chú dưới số vàng, nếu biết cũng rất đau lòng. Em cũng rất buồn, Dĩ Thâm anh biết không? Dĩ Thâm im lặng, mắt cụp xuống. Cô lấy lại bình tĩnh, một lúc sau mới nói giọng hoàn toàn tỉnh táo. Em nói đúng, anh không có tư cách buông thả bản thân. Vậy là anh ấy trở lại là một Dĩ Thâm mực thước. Nhưng tôi cảm thấy có chỗ nào đó không giống với Dĩ Thâm trước đây. Nhưng đó là cái gì thì tôi không thể nói ra được. Quan hệ giữa tôi và Dĩ Thâm đại loại là như thế. Có lẽ Mặc Sơn chưa kịp nói với Dĩ Thâm điều tôi đã nói với cô ấy, bởi vì Dĩ Thâm không hề nhắc đến chuyện đó, mà tôi thì không có can đảm hỏi anh ấy. Tôi bằng lòng với thực tại, giữa tôi và Dĩ Thâm bây giờ hình như lại trở về tình trạng trước đây, trước khi Mặc Sơn xuất hiện. Giữa chúng tôi không có tiến triển, nhưng cũng không có người thứ ba. Thực ra tôi rất yếu đuối, không dám chủ động theo đuổi, chỉ hy vọng có ngày nào đó anh ấy nhận ra và quay trở lại. Nhưng nỗi cô đơn mỗi ngày thêm nặng nề. Tôi đối với ai cũng tốt, nhưng như vậy đối với tôi lại không có bạn thân. Sau khi Mặc Sơn đi, không có ai rủ tôi đi phố, không có ai nhiệt tình khen bộ đồ mới của tôi, cũng không có ai gọi điện báo trước cả tháng sắp đến ngày sinh nhật của tôi. Tôi cũng lờ mờ cảm thấy thực ra tôi cũng rất thích cô ấy. Chỉ có điều giữa chúng tôi có Dĩ Thâm. Mấy năm đại học của tôi trôi qua đơn điệu như vậy, ngày nọ tiếp ngày kia chẳng có gì mới mẻ. Cho đến khi tốt nghiệp, tôi vẫn một mình. Bọn con gái lớp tôi đều ngạc nhiên. Nhiều đứa bạn cùng lớp vừa ra trường là tổ chức đám cưới. Chúng tôi thường nói đùa, một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy đăng ký kết hôn, vừa liên quan chia tay đã lại đi ăn tiệc cưới. Chuyện này trở thành giai thoại một thời. Khi lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi mời Dĩ Thâm đi ăn hiệu. Trong lúc ăn, tôi kể cho anh ấy nghe chuyện trên như một câu chuyện cười. Dĩ Thâm nghe xong có vẻ thẳng thốt, buộc miệng nói: "Thực ra anh cũng định sau khi tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới." Tôi kinh ngạc nhìn anh. Hình như lúc đó Dĩ Thâm mới ý thức được điều anh ấy vừa nói. Mắt anh thoáng buồn. Từ lúc đó cả hai chúng tôi đều không nói gì thêm. Tôi dần dần bình tĩnh trở lại nói: "Dĩ Thâm, vừa rồi em về thăm mẹ, mẹ hỏi anh đã có người yêu chưa. Anh cũng nên có bạn gái đi thôi." Khi nói câu đó, tôi hoàn toàn thật lòng. 4 năm đại học hoàn toàn cô đơn làm tôi hiểu ra. Sau khi Mặc Sơn ra đi, có thể rồi đây Dĩ Thâm sẽ yêu người khác, nhưng tuyệt nhiên không phải là tôi. Tôi cũng không còn là Hà Chí Văn của ngày xưa. Bây giờ tôi thật sự mong anh ấy có thể yêu một cô gái nào đó. Lần này tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người, dù rất đau lòng. Dĩ Thâm chỉ ậm ừ, không muốn nói tới chuyện đó. Bữa ăn trôi qua trong những câu chuyện vụn vặt không đâu vào đâu. Lúc thanh toán tiền, dù tôi mời nhưng Dĩ Thâm một mực đòi trả tiền. Trong khi chờ đợi nhà hàng trả lại tiền, Dĩ Thâm đi vào nhà vệ sinh. Khi họ thanh toán xong, anh ấy vẫn chưa trở lại. Thay áo khoác của Dĩ Thâm vắt trên tay ghế, tôi lấy ví của anh trong túi áo khoác, bỏ tiền thừa vào đó. Mở ví, tôi nhìn thấy bức ảnh đó. Hình như nó được lấy ra từ giấy tờ hồ sơ nào đó, ở một góc vẫn còn dấu nổi. Cô gái trong ảnh kết tóc đuôi sam, đôi mắt to cười tích, trông như nửa phần trăng, khuôn mặt rạng rỡ. Nụ cười quen thuộc, nhưng đã lâu tôi không nhìn thấy. Khi Dĩ Thâm quay lại, tôi vẫn tần ngần cầm cái ví trên tay, không kịp để vào chỗ cũ. Tôi bỏ tiền thừa vào ví rồi đưa cho anh. "Tiền thừa?" tôi nói. "Ừ." Dĩ Thâm gật đầu, vẫn thái độ bình thản như mấy năm trước khi Mặc Sơn mới đi. Vào lúc đó tôi chợt hiểu ý nghĩa thái độ bình thản đó. Bình thản bởi vì anh đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ. Đối với một số người, vết thương sẽ lành dần theo thời gian, ví như trường hợp của tôi. Đối với một số người, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu, như với Dĩ Thâm. Thì ra đó là những năm đó, sự bình thản của Dĩ Thâm chỉ là bề ngoài,
có một loại vết thương, nó xâm nhập vào xương tủy và hoành hành ở nơi không ai nhìn thấy. Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi đi bộ đến bến xe buýt. Lúc đó Dĩ Thâm vừa công tác được vài năm. Tôi cũng vừa đi làm nên chưa có điều kiện về kinh tế. Phương tiện đi lại chủ yếu vẫn là xe buýt. Đứng chờ một lát thì xe của tôi đến. Khi xe vừa dừng, Dĩ Thâm đột nhiên gọi tôi. Dĩ Văn, tôi quay lại nhìn anh. Trong hoàng hôn lãng đãng, ánh sáng cuối ngày bao trùm lên anh, tôi bỗng thấy Dĩ Thâm cô đơn hơn bao giờ hết. Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh ấy nói, anh không muốn tạm bợ. Xe chuyển bánh, hình ảnh Dĩ Thâm mờ dần trước mắt tôi. Trong đầu của tôi vẫn văng vẳng câu nói của Dĩ Thâm. Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác đều chỉ là tạm bợ. Việc gì phải đợi đến sau này, tôi luôn biết điều đó. Chỉ có điều tôi cũng không muốn tạm bợ. Vì vậy trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng tôi vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh. Mỗi người đều bận công việc của mình, chúng tôi ngày càng ít liên hệ với nhau hơn hồi ở đại học. Trước đây tôi luôn lo sợ cái ngày này, nhưng cuối cùng nó vẫn đến. Thực ra hình như cũng chẳng có gì, tôi không đau buồn nữa, bởi vì đã quen. Dĩ Thâm cho tôi rất nhiều thời gian để quen. Về sau có một lần Dĩ Thâm đến công ty đón tôi để cùng về thăm cha tôi bị ốm. Một cô bạn ở công ty nhìn thấy Dĩ Thâm khi anh đứng chờ tôi ngoài cổng. Hôm sau cô ta hỏi tôi anh ấy là ai. Cô ấy còn hỏi anh có người yêu chưa. Tôi nói anh ấy đã có người yêu rồi, nhưng mà đang ở Mỹ. Cô ấy tỏ vẻ thất vọng, nhưng có vẻ không cam tâm, rồi nói khoảng cách là kẻ thù của tình yêu, chẳng có gì bảo đảm. Không đâu, họ nhất định sẽ cùng nhau. Không hiểu sao tôi lại tin chắc như vậy, cô ấy sẽ trở về. Cô ta không tin. Dĩ Văn, cậu không phải là cô ấy, sao cậu biết? Tôi không trả lời, nhưng tôi đã nhiều lần tự nói với mình, làm sao cô ấy có thể không trở lại. Dĩ Thâm vẫn đang chờ kia mà. Chỉ có điều chúng tôi không ngờ lại lâu như vậy. Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ. Một năm, hai năm, năm thứ năm, năm thứ sáu, năm thứ bảy. Hôm đó tôi mang đến cho Dĩ Thâm chai tương quả do mẹ tôi làm. Khi bỏ vào tủ lạnh, thấy tủ trống không, chẳng có gì ăn được. Vậy là tôi kéo Dĩ Thâm đi siêu thị. Ngày cuối tuần siêu thị đông nghẹt, chúng tôi vừa đi vừa chuyện phím. Lần gặp trước cách đây đã 2 tháng. Sau đó tôi nghe thấy có tiếng đồ đạc gì đó bị đổ, bất giác quay đầu lại. Trong tiếng hàng đổ, tôi nhìn thấy cô ấy. Từ lần cuối cùng gặp nhau đã hơn 7 năm trôi qua, tôi đột nhiên cảm thấy quãng thời gian đằng đẵng như vậy chỉ như trong khoảnh khắc của một cái quay đầu. Cuộc đời vô bể. Cái thay đổi chỉ là trái tim ngày càng chai sạn của tôi. Cái thay đổi chỉ là cái vỏ bề ngoài càng như quá đá của Dĩ Thâm. Còn cô ấy hầu như không thay đổi, vẫn nụ cười vô tư. Hôm đó về đến nhà, ngồi trên ghế sofa, nhìn trời sáng dần qua cửa sổ. Do bận công việc, căn nhà thuê đã lâu không sửa, chậu hoa trên ban công mua về để đấy, không biết đã ra hoa từ lúc nào. Vài cành hoa đã tàn vất vơ trước gió, chỉ còn một cánh màu đỏ trên đại hoa nhỏ xíu màu tím nhạt. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình giống như loài hoa không biết tên này. Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn, ngày tháng trôi qua, không ai thăm hỏi. Lời cuối. Bây giờ là 4 giờ sáng, vừa viết xong đoạn cuối cùng. Kỳ lạ, vừa rồi còn rất buồn ngủ, sợ để đến mai quên mất nên cố gắng ngồi thêm. Bây giờ lại hoàn toàn tỉnh táo, vừa lên giường lại trở dậy, quyết định viết lời cuối. Có lẽ do phấn khởi, cuốn Bên Nhau Trọn Đời cuối cùng đã được hoàn thành. Bên Nhau Trọn Đời đăng liên tục trên mạng bắt đầu từ tháng 9 năm 2003. Cuối năm đó, sau khi đăng hết 7 vạn chữ đầu tiên, do bận học, bận công việc nên đành gác lại. Thiết nghĩ, nếu không có bạn đọc trên mạng liên tục khích lệ, làm sao tôi có thể có động lực để hoàn thành. Cho nên mặc dù thường xuyên bị bạn đọc thúc giục đe dọa, giết rùa, cũng đành chỉ biết cảm kích và áy náy mà thôi. Có lúc, khi chuyện phím với bạn bè, tôi đã cảm kích mà rằng, độc giả của Bên Nhau Trọn Đời là độc giả dịu dàng nhất và nhẫn nại nhất. Họ bảo là độc giả của rùa không nhẫn nại sao được. Cũng phải. Tôi quả là chậm chạp, rất không muốn thừa nhận, luôn là người ì ạch, không có chí lớn, an phận thủ thường. Quật một roi mới bước một bước, nhưng người thuộc kiểu đó có lẽ không nên làm nghiệp lớn. Chỉ có điều, nếu tôi tích cực, có lẽ câu chuyện viết ra không phải là Bên Nhau Trọn Đời nữa. Cuộc đời giống như xem phong cảnh, đi nhanh có thể xem được nhiều, đi chậm lại có thể thưởng thức cái đẹp, cái tuyệt diệu của cảnh sắc. Tôi nghĩ mình thuộc kiểu người sao,
thưởng thức những chi tiết vụn vặt bình thường nhất, sau đó cố gắng viết ra. Sau nghe có vẻ như đang biện hộ cho sự chậm chạp của mình, vậy lại tiếp tục bàn về bên nhau trọn đời. Ý tưởng viết bên nhau trọn đời đến với tôi khi tôi cùng mẹ đi siêu thị. Siêu thị rất đông, rất chật chội. Trong óc tôi bỗng nảy ra cảnh mở đầu câu chuyện này. Trai gái yêu nhau, xa nhau, bao nhiêu năm sau gặp lại giữa đám đông, ánh mắt gặp nhau, lặng lẽ nhìn nhau, rồi bình thản lướt qua nhau. Bên nhau trọn đời ban đầu chỉ muốn viết một cảnh như vậy, sau đó mới dần dần có da có thịt, nhân vật có tính cách riêng, thậm chí không chịu sự kiểm soát của tôi. Từng có người hỏi tôi để nói gì trong cuốn sách. Thực ra ban đầu khi viết, tôi đơn thuần chỉ muốn kể lại một câu chuyện. Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng người ta hỏi nghiêm túc, tôi cũng phải trả lời một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ câu trả lời như thế này: có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà bên nhau trọn đời muốn nói chính là hạnh phúc đó. Cố mạng, 14 tháng 12 năm 2005.